Xin kính chào quý vị bà con. Quý vị bà con đang theo dõi chương trình Lưu giữ hồn quê. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức và đang được ghi hình tại đỉnh Ngu Nhuế, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Thưa quý vị bà con, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang có diện tích 6,19 km², dân số là 14.162 người, 4.217 hộ ở 11 thôn, là một xã phát triển đồng bộ cả công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ. Xã có cụm công nghiệp Vĩnh Khúc với đa dạng công ty, nhà máy sản xuất như dệt bao bì, kính, điện tử, nước giải khát, bánh kẹo, nhà kho. Xã Vĩnh Khúc cách thủ đô Hà Nội 16 km nên rất thuận lợi cho việc giao thương. Xã Vĩnh Khúc có 5 di tích cấp tỉnh và 3 di tích cấp quốc gia gồm Chùa Báu, Chùa Khúc Lộng và Đình Ngu Nhuế, ngôi đình đang diễn ra chương trình Lưu giữ hồn quê ngày hôm nay. Thưa quý vị bà con, Đình Ngu Nhuế xây dựng từ thế kỷ 12, từng được trùng tu vào thời Tự Đức. Năm 1989, Đình Ngu Nhuế được nhà nước xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Năm 2018, xã Vĩnh Khúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kính thưa quý vị bà con, đến dự chương trình Lưu giữ hồn quê ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía huyện Văn Giang, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trung Khuyến, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Giang. Về phía xã Vĩnh Khúc, xin được trân trọng giới thiệu ông Lương Đình Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng phó thôn và sự hiện diện của đông đảo bà con nhân dân xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Quý vị bà con thân mến, chương trình Lưu giữ hồn quê ngày hôm nay là sự giao lưu so tài giữa hai đội, đó là Ngu Nhuế và Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ra sân khấu đội chơi tới từ thôn Vĩnh An. Và tiếp theo xin được chào đón các thành viên của đội Ngu Nhuế ra sân chơi. Kính thưa quý vị bà con, trên sân khấu lúc này chính là những thành viên tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ của hai thôn Vĩnh An và Ngu Nhuế. Và để động viên hai đội chơi ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Lương Đình Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Nguyễn Văn Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tặng hoa động viên hai đội chơi. Cảm ơn ông Lương Đình Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và ông Nguyễn Văn Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và xin được chúc mừng hai đội chơi. Và bây giờ thì xin mời hai đội chơi chúng ta cùng di chuyển vào phía bên trong cánh gà để chuẩn bị cho những phần thi sẽ diễn ra ngay sau đây. Kính thưa quý vị bà con, trước khi diễn ra các phần thi trong chương trình Lưu giữ hồn quê, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực trong chương trình Lưu giữ hồn quê ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Thu Hải, trưởng phòng văn nghệ, trưởng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc, thành viên ban giám khảo.
Ngay sau đây là phần thi đầu tiên trong chương trình Lưu giữ hồn quê, phần thi mang tên Bức tranh quê hương. Và trước tiên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần thể hiện của đội Ngu Nhuế với tiết mục hát chèo mang tên Vĩnh Khúc Mảnh Đất Anh Hùng theo điệu Đào Liễu, trình bày Đào Tuyền và Đức Chính cùng tốp múa. Xin mời quý vị bà con chúng ta cùng thưởng thức. Vĩnh Khúc Mảnh Đất Anh Hùng, hy sinh chẳng sợ gian nan quản gì, xây dựng nông thôn mới ta đi, quê hương giàu đẹp vui gì vui hơn. Đẹp lắm ý quê mình, quê hương ta biết bao đổi thay, đẹp lắm ý quê mình. Ngu Nhuế hôm nay chung lòng góp sức xây dựng quê mình, đổi mới khang trang đẹp giàu truyền thống quê. Truyền thống ý anh ý hùng, Ngu Nhuế Vĩnh Khúc quê tôi, truyền thống ý anh ý hùng. Ruộng đồng khó khăn, nông dân đâu quản, đồng lúa chín vàng, nặng hạt sai bông sâu màu, tươi tốt trải khắp đồng. Cảm ơn các thành viên của đội Ngu Nhuế đã vừa mang tới chương trình một tiết mục hát chèo vô cùng mượt mà đàm thắm. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát chèo theo điệu Luyện Nam Cung, Tự Hào Quê Hương Vĩnh An với phần thể hiện của Thu Thủy và tốp múa thôn Vĩnh An. Xin kính mời quý vị bà con chúng ta cùng thưởng thức. Yêu thương
Xin được chúc mừng và cảm ơn hai đội Vĩnh An và Ngô Nhuế đã vừa hoàn thành xong phần biểu diễn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm từ ban giám khảo. Trước tiên sẽ là số điểm ban giám khảo dành cho tiết mục của đội Ngô Nhuế. 9, 10 và 10. Vậy còn tiết mục của đội Vĩnh An sẽ được số điểm như thế nào từ ban giám khảo? Xin mời ban giám khảo. 10, 9 và 10. Vâng thưa quý vị, hai tiết mục rất xuất sắc và đều giành được 2 điểm 10 và 1 điểm 9 từ ban giám khảo. Xin được chúc mừng cả hai đội chơi. Bà Ló ơi, bà Ló đâu rồi nhỉ? Ô bà này đi đâu rồi nhỉ? Ô chắc lại rau mới dáng ở đâu rồi. Hôm nay mình đi họp về, quay thế này muốn khoe một tí. Bà ơi. Ôi dồi ôi, ông làm gì mà hớn hở thế? Nói tôi nghe xem nào. À, hôm nay tôi đi họp ở dưới xã về. À, thế à? Tôi ở trong ban vận động bà con nhân dân hiến đất đấy. Bà thấy tôi có oai không? Ôi dồi ôi, ông mà cũng được bầu vào ban vận động cơ. Mà vận động cái gì thế ông? Ô, thế tôi mà không được vào ban vận động thì ai được vào nữa bà? Ôi giời ơi. Chúng tôi đi vận động bà con, nhân dân trong thôn, trong xóm hiến đất, làm vườn, làm đường, xây dựng giao thông nông thôn mới kiểu mẫu đấy bà lo ạ. Ôi giời ơi, sao lại hiến đất làm đường? Lại ông biết đấy, hàng năm nhà mình trông chờ vào cái mảnh vườn đấy biết bao nhiêu là tiền không, mà giá đất thì ngày càng tăng cao, bán được chả được ôi tiền à. Ô, hiến cái gì mà hiến? Cái bà này hay nhỉ, nhà mình đất đằng sau còn đầy, hiến mấy mét đằng trước thì có sao đâu. Tôi là tôi không đồng ý hiến cái gì mà hiến.
vườn tôi làm. Ai mà muốn cướp ấy, bước qua sắc tôi là mà cướp nhá. Tôi nói cho bà nghe này, nhà mình là nhà gia đình văn hóa, gia đình văn hóa nông thôn tiêu biểu, hộ nông dân tiêu biểu. Tôi lại là làm trong ban vận động. Mặc sao tôi không hiến thì ai ta hiến nữa bà? Mặc sao ông vận động ai là việc của ông, còn tôi là tôi không đồng ý đâu nhá. À bà này bướng nhỉ, trên bảo dưới không nghe, rẻ phải sợ. Ôi lạc lương ơi, ôi lạc lương ơi, ôi lạc lương ơi, ôi lạc lương ơi, ông thầy nhau đánh vào, ôi lạc lương ơi. Cái mồm còn lưu ra. Ngày xưa thì hiền như cái cục đất thì chỉ vì hiến đất hiến vườn mà giờ ác như cái con cọp ấy, ôi lạc nước rồi. Ra đây mà xem. Bà đấy à, bà vào đây giải quyết giúp cháu cái việc này với ạ. À. Đấy bà xem nhà cháu định đánh cháu đây này bà này. Bà, con mời bà vào trong nhà xơi nước ạ. Vâng, thế hai bác có chuyện gì? Tôi trong ban hòa giải đi qua ngang đây, thấy hai bác có chuyện to tiếng với nhau nên tôi mới dễ vào, không ngờ chuyện này lên như vậy. Chả là thế này bà, cháu đi họp ở dưới xã về, cháu làm trong ban vận động hiến đất hiến vườn để xây dựng đường giao thông nông thôn mới. Vâng. Nói bà nhà cháu không nghe. Vâng. Thế cho nên cháu mới. Mới mới cái gì? Ông định đánh tôi còn ông bảo mới à? Người ta dọa cho ai đánh? Dọa cái gì? Đây này mọi người ra mà xem này, ông ấy đánh vợ đây này. Đấy. Thôi bác ạ. À. Cháu có nhớ năm ngoái con trai cháu xây nhà mấy hộ gần đấy không chịu hiến đất để làm đường giao thông nên xe vận tải không chuyển được vào, nhà cháu phải thuê người vác từng bao vật liệu một để vào xây dựng công trình, thế có khổ cho người ta không? Dạ đúng rồi ạ. À bà nói chuyện đấy cháu cũng mới nhớ, công nhận đấy bà, cái vụ việc đấy mà cái thằng cả nhà cháu nó xây nhà, vợ chồng nhà cháu chung tay gánh từng gánh đất gánh cát vào xây nhà cho nó, không nói mà cháu cũng quên, vất vả thật đấy bà, đường thì hẹp chật quá nên là xe không vào được, khổ thế đấy cháu ạ. À, trước tình hình ấy gia đình cháu cùng toàn thể nhân dân xây dựng nông thôn mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng, lãnh đạo lên xã mình cũng có chủ trương làm đường giao thông, đường ra đồng ruộng để bà con đi lại dễ dàng thuận tiện. Con đường đi qua trước cửa nhà cháu. Dạ. Nay ít nữa giá đất lại lên vù vù. Dạ chúng cháu hiểu bà. Lại còn có giá nữa cháu ạ. À. Dạ chúng cháu hiểu rồi bà. Vâng. Thế bà đi. Bây giờ bà nhà nó đã đồng ý hiến đất chưa? Này tôi nói cho ông biết nhá. Đấy như bà đây bà giải thích tôi cần hiểu chứ. Ông giải thích tôi chẳng hiểu cái gì cả. Mà thế mà cũng đòi vào ban vận thì động. Thì tôi mới nói được có mấy câu, bà đã nhảy bổ cái mồm tôi rồi. Thì nói làm sao được. Ôi giời ơi. Nhưng thôi bà nói cháu cũng hiểu ra rất nhiều điều. Cuối cùng các cháu đã hiểu ra rồi, cho nên xã mình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, làm đường giao thông, nhiều hộ gia đình còn hiến cả hàng trăm mét đất mà không đòi hỏi một tí gì cả. Dạ. Nay được trên lãnh đạo, gia đình nào cũng được phấn khởi sung sướng. Vâng, đúng là khi được bà giải thích cháu cũng được hiểu ra rất nhiều điều. Nông thôn mới hiến đất làm đường là phục vụ cho lợi ích của nhân dân, không phải là phục vụ cho lợi ích cá nhân bất kể ai, thì không có nghĩa lý gì mà cháu lại không đồng ý hiến đất. Đúng hiến đấy bà nó ạ. Thế là bà nó hiểu ra. Đúng đấy bà nó. Vâng, như bà nói là cháu đã hiểu và tôi đồng ý, tôi nhất trí hiến đất làm đường. Tuyệt vời. Xin được chúc mừng đội Ngô Nhuế đã vừa thể hiện xong tiểu phẩm của đội mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tiểu phẩm của đội Vĩnh An, tiểu phẩm mang tên Để Môi Trường Xanh. Kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như lối chưa bông đứng bên mặt trời. Mặt trời của em, tình yêu của em. Ôi giờ này mày không dọn dẹp cơm nước đi, còn đứng đây mà hát với cả họ. Cái mi con nhà bà Tít ngoài đầu ngõ ấy, nó đi làm đồng từ sáng sớm tinh mơ mở đất rồi đấy. Lười như mày thì chỉ cứ mở. Ê sắc ê thôi con ạ. Mẹ, mẹ cứ nói thế. Con đang nghỉ hè cơ mà. Mà thời buổi bây giờ ấy, con gái ấy
đứa nào chả ế đâu, riêng mình con đâu ạ. Mà ế là mốt đấy mẹ ạ. Thế mày có đem vứt cái bao tải rác trước cửa nhà đi không? Để thôi rắc cả lên. Ai mà chịu được? Mày có biết bẩn là gì à? Thế mang vứt ở đâu hả mẹ? Thế mày đem ra ngoài cổng khu đô thị Vinhome Ocean Park ấy, vứt. Ôi trời, Vin nó đẹp thế kia, mẹ bảo con mang lên rác lên đấy vứt. Thôi 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 con không vứt đâu. Tao đùa đấy. Mày mang ra ngoài sông Bắc Hưng Hải ấy kìa mà vứt. Ôi giời ơi mẹ ơi là mẹ, cái sông mình mẹ nhìn xem, nó đen xì như thế kia, nó hôi thối, nó ô nhiễm. Mẹ thôi 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 con đúng là chịu mẹ mẹ ạ. À. Con không vứt đâu. Mà thôn mình có người thu gom rác thải, sao mẹ này bảo con mang ra sông vứt? Con không vứt đâu. Sông đằng nào phải đen xì rồi. Thu mới cả gom, mất tòi mấy chục nghìn mỗi tháng, tiền đâu già mà đóng mấy cả gom. Tao hái món cả cái ngón tay ra mới được mấy cái mớ rau mà mang bán đây này. Tiền đâu ra mà đóng mấy cả góp thú mấy cả gom. Mẹ nói đến rau con mới nhớ nhá. Mẹ mới cả các bác ở trong xóm mình ấy, đã phun thuốc sâu có 2 ngày đã đi hái rau bán rồi. Ôi dồi ôi, ăn thế thì ngộ độc chết à mẹ. Không. Mà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của mẹ đây này. Có găng tay rồi. Tao con xem cái găng tay của mẹ nào. Ôi giời ơi, cái găng tay của mẹ này, thuốc sâu là ăn mòn hết cả móng tay rồi đây này. Găng tay y tế đấy. Bây giờ không làm thế thì lấy đâu ra tiền mà nuôi chúng mày ăn với cả học. Ai chả làm thế. Thật thả có mà ăn cam à, bắt cho vài con sâu thả vào, thế là thành rau sạch ngay. Họ ăn chứ mình ăn đâu mà sợ. Mẹ ơi, con chịu mẹ rồi đấy. Bây giờ sông thì ô nhiễm, rau thì thuốc sâu. Ôi ôi mẹ ơi, ăn thế thế thì bệnh tật thì biết kêu ai hả mẹ? Thế mày có mang rác vứt đi không thì báo. Con không vứt đâu. Hay con đánh cãi à? Mang vứt đi. Con không vứt đâu, mẹ mang đi mà vứt. Có phải đi con này, mày chỉ giỏi cãi thôi. Con không vứt. Con cứ hỏi con mày mới ngốm ra. Chỉ độc lười. Mang vứt đi. Không, con không vứt đâu. Cho mày chậm bây giờ. Cãi này. Ôi bố ơi, bố ơi, cứu con. Mẹ đánh con, bố ơi, cứu con bố. Bố ơi. Chỉ độc cái lười là giỏi thôi. Kính mời toàn thể nhân dân thôn Vĩnh An nghe thông báo. Hiện nay tình trạng vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường rất báo động. Một số hộ dân không phân loại rác thải dẫn đến lượng rác thải rất nhiều. Vậy thôn xin thông báo các gia đình nào cố tình vi phạm sẽ phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đề nghị nhân dân nắm được và thực hiện theo đúng quy định của thôn. Môi trường thì ô nhiễm, thông báo chuyển thành xã ngày lao cũng xa xả xả. Thế mọi người có chịu nghe đâu? Sao hôm nay sao nhiều sâu thế nhỉ? Nhưng mà thôi, được cái rau sạch nhà mình tự trồng, ăn cho đảm bảo. Chứ bây giờ mua rau ngoài chợ thì chả biết thế làm một lần. Hay. Bác Cúc đang làm gì đấy? Thế bác đã chuẩn bị cơm nước rồi đấy à? Cô Nga đấy à? Vâng. Cô đi đâu về mà bịt kín thế? Chả là cô em... ngồi xuống đây. Vâng, em vừa đi chợ về mà cái mùi nước sông nó bốc lên kinh khủng quá bác ạ. Lên em mới phải bịt kín thế này đấy. Cứ bảo sao bây giờ ra đường cũng thấy ai cũng che mấy cả bịt, chả còn nhận ra ai với ai nữa. Cách đây hơn chục năm về trước thì ở già trẻ gái lớn bé là ra sông tắm yếu, trai thế là món hóa thích ấy. Thế vậy mà bây giờ chết dở. À, em có ít nhãn mang sang đây biếu hai bác. Thế cô lại trồng được nhãn ở đâu mà mang sang cho nhà tôi thế? Chả là nhà em có mấy xào ruộng ở dưới chum dinh ý. Vâng. Mấy năm nay có cấy hái được gì đâu. Bây giờ người ta chuyển đổi sang cây trồng hết rồi bác ạ. À. Vâng. Tự phải đào ao khoan giếng để lấy nước tưới đấy bác ạ. À. Vâng. Mà nhà bác cũng trồng hết bưởi rồi còn gì. Tôi cũng vừa mới trồng năm ngoái cô ạ. Vâng, nhà em thì cũng trồng được ít nhãn với lại ít bưởi. Nhãn năm nay thì cũng mới bói lứa đầu, nên em mang sang mời hai bác ăn thử. Vâng, thế cô cho tôi xin nhá. Đấy cô ạ, sông ngòi thì ô nhiễm,
Đặc biệt là khổ nhất những cái nhà rìa sông ấy, quanh năm ngày tháng là cứ hít phải cái mùi hôi thối dưới sông bốc lên. Thế thì làm gì chả bệnh mới tật. Đã thế thì các nhà lại còn cứ thi nhau mang rác thải ra sông vứt đấy các bác ạ. Ý thức kém quá. Thậm chí có người ý còn mang cả rác ra rìa đường đi lối lại. Họ chả có ý thức gì cả. Mà thôn nào chả có người thu gom rác thải. Họ chả để đúng nơi quy định gì cả. À mà mai ở xã mình ý, họ có tập huấn cho bà con phân loại rác thải, hay chị em mình mai cũng đi nhá. Vâng. Xem họ làm thế nào chứ. Như thế này thì nhiều rác quá các bác ạ. Thế lúc nào mai đi cô sang cô rủ tôi đi với nhá. Đây cô ạ. Vâng. Xã mình từ năm ngoái đến giờ có 20 người chết thì phải đến 18 người chết vì ung thư. Đáng lo quá cô ạ. Đấy, cái hôm kia đấy bác ạ, hôm kia ở bên xóm bên ấy, nhà cái bà Sung vợ ông Sướng ấy mới có 54 tuổi thôi mà cũng chết vì ung thư đấy bác ạ. Thế hả cô? Còn cái tháng trước nữa, cái ông Cam nhà bà Ngó ấy cũng chết vì ung thư đấy bác. Sợ quá. Vâng. Kìa cô Ngọc, bà máy bà đang chuẩn bị đi vứt xác trộm ấy kìa. Để em ra em cho bà. Lại cái bà máy kia. Ôi giời, giật hết cả mình. Tại sao bà lại mang rác sang tổng nhà tôi bà vứt thế? Mà chả ô nhiễm cả ung thư. Thế đây, không rác thì là gì đây? Mà tại sao cổng nhà bà là to tiếng bà lại sang bà vứt sang tổng nhà tôi? Thôn đã quy định là 2 ngày xe đi thu gom rác thì mọi người mới được mang rác ra, mà tại sao bà lại mang rác sang bà vứt sang cổng nhà tôi? Thì tôi chẳng may làm rơi đây chứ, tôi vứt đâu mà vứt, mà bà làm gì mà ghê gớm thế? Bà làm như thế này mà được à? Bà chỉ biết sạch cổng nhà bà thôi. Tôi có làm gì đâu. Bà lại làm gì thôi. Thôi tôi xin hai bà, hàng xóm láng giềng với nhau, có gì thì bình tĩnh giải quyết, cô cứ bình tĩnh. Bà là không được vứt xác. Hai bác à, làm gì mà to tiếng với nhau thế? Vâng, chào bà trưởng thôn. Vâng, chào chào bác trưởng thôn. Vâng. Em có ý kiến là nhà cái bà máy đây này, bà ấy độc mang vứt rác bừa bãi thôi. Đây, cái túi rác vẫn còn đây. Mà em nói thì bà ấy cứ chối đấy bác ạ. Bà máy này, xã chúng ta là xã đổi mới nâng cao. Đường nhựa asphalt, đường bê tông hóa, đường hoa phụ nữ đẹp như thế mà bà lại mang rác thải ra bà vứt. Thế thì ô nhiễm môi trường thì chết bà. Thế vừa mới sáng hôm nay thôn thông báo là nếu ai mang rác ra vứt ra đường không đúng nơi quy định sẽ phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Thế để tôi báo với cả công an xã phạt bà nhá. Dạ. Dạ em dạ vâng. Em biết lỗi rồi bác ạ. Thôi các bác tha cho em lần này. Từ sáng đến giờ em mãi làm có nghe thấy tiếng loa gì đâu. Thôi cho em xin lỗi lần này các bác tha cho em. Chứ các bác mà báo lên xã nộp phạt từng ấy tiền. Chồng em thì lứa năm nay chả có việc làm, tiền đâu ra mà nuôi các cháu ăn với cả học. Thôi nhá, bà vi phạm lần đầu thì chúng tôi sẽ châm trước, chứ lần sau là tôi sẽ báo công an phạt tiền luôn bà đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Bà mà còn vi phạm nữa là bà không xong với tôi đâu đấy. Thôi tôi biết rồi. Thôi được rồi bà. Đúng rồi đấy bà ạ. Chúng ta phải cùng chung tay góp sức để bảo vệ môi trường chứ. Xin cảm ơn đội Vĩnh An đã vừa mang tới chương trình một tiểu phẩm rất ý nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của ban giám khảo. Hai tiết mục của hai đội, mỗi đội có một màu sắc riêng và một ý nghĩa, một thông điệp gửi tới toàn thể quý vị. Và chúng ta sẽ cùng đến với số điểm ban giám khảo dành cho tiểu phẩm của đội Ngu Nhuế. Xin mời ban giám khảo. 9, 10 và 10. Vâng, xin chúc mừng đội Ngu Nhuế với 2 điểm 10 và 1 điểm 9. Bây giờ sẽ là số điểm ban giám khảo dành cho tiểu phẩm của đội Vĩnh An. 10, 10 và 10 thưa quý vị. 3 điểm 10 dành cho tiểu phẩm của đội Vĩnh An. Xin chúc mừng đội Vĩnh An. Kính thưa quý vị bà con, trong chương trình Lưu Giữ Hồn Quê ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một phần nội dung rất thú vị và hấp dẫn, đó là khéo tay hay nghề. Ở phần nội dung này thì chúng ta sẽ được chứng kiến một phần thi vô cùng là vui nhộn và ý nghĩa, đó là phần thi nặn bánh trôi. Đây là một trong những sản phẩm ẩm thực rất đặc biệt
của mảnh đất Vĩnh Phúc nói riêng và của người dân đất Việt nói chung. Bây giờ thì chúng tôi xin mời các thành viên của hai đội chơi chúng ta vào vị trí ạ. Thưa quý vị, ở phần thi này thì chúng tôi xin được mời giám khảo Nguyễn Văn Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phúc sẽ lên kiểm tra và đánh giá chất lượng bánh trôi nước của hai đội chơi. Xin trân trọng kính mời. Báo cáo các cụ công các bà, tiêu toàn thể nhân dân là cái phần lạnh nặn bánh trôi nước này của hai đội chơi thì tôi thưởng thức thì rất là ngon, mang đậm bản sắc của quê hương, của làng nghề truyền thống. Và tôi xin phép được nhận xét và đánh giá là cho hai đội chơi mỗi đội 10 điểm. Xin các cô, các ông, các bà cùng toàn thể cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, chúc mừng hai đội chơi ạ. Vâng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần nội dung vô cùng sôi động và hấp dẫn mang tên Làng Quê Sôi Động. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trò chơi bắt cá trong chum. Trò chơi này mỗi đội sẽ cử ra hai thành viên, một nam và một nữ. Nhiệm vụ của họ đó là sẽ phải dùng một tay để ôm eo người bạn cùng chơi với mình, tay còn lại thì sẽ bắt cá ở trong chum. Trong thời gian là 3 phút, đội nào bắt được nhiều cá hơn thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Và xin được giới thiệu với quý vị, ở bên tay phải của Đăng Mạnh chính là hai thành viên của đội Ngu Nhuế. Họ mặc trang phục áo màu nâu. Và bên tay trái của Đăng Mạnh là hai thành viên của đội Vĩnh An trong trang phục áo màu đỏ. Các thành viên đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời cái tay còn lại, nếu chúng ta không bắt cá thì sẽ ôm eo người bạn cùng chơi với mình. Vâng. Các thành viên đã sẵn sàng. Và chú ý này, 3 phút dành cho hai đội chơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin lưu ý là chúng tôi sẽ chỉ tình những con cá được bỏ vào trong thau thôi. Mình bắt cá xong phải bỏ vào thau, nếu bỏ ra ngoài thì sẽ không được tính ạ. Bên Ngu Nhuế rất xuất sắc trong việc bắt cá. Họ đã bắt được 3 con cá rồi. 4 con rồi. 1 con cá rô, 2 con cá chuối và 1 con trạch. Và bên này cũng đã bắt được con cá đầu tiên. Vĩnh An đã bắt được con cá đầu tiên, một con cá chuối rất là to. 2 con rồi. Vĩnh An liên tục bắt được những con cá để bỏ ra thau. Ngu Nhuế đã có một khởi đầu có thể nói rằng là rất là thuận lợi khi mà họ liên tiếp bắt ra được những con cá. Nhưng mà bây giờ thì đã khó khăn hơn rồi. Chúng tôi đang chờ đợi những con cá được bắt ra từ hai đội. Vâng. Ngu Nhuế tiếp tục bắt được một con trạch. Và Vĩnh An cũng vậy. Vâng, thêm một con cá nữa của Vĩnh An. Hai đội chú ý ạ. Thời gian 3 phút, chỉ còn lại 10 giây thôi. 3, 2, 1, hết giờ. Thưa quý vị, là sau 3 phút hết sức khẩn trương và cố gắng thì lúc này là thành quả mà hai đội đã đạt được. Trong thau của cả hai đội đều đang có rất nhiều cá và không biết rằng đội nào bắt được nhiều cá hơn. Nhưng chú cá rất là khỏe. Vâng, có thể thấy rằng là cá đã bắt vào thau rồi nhưng mà vẫn nhảy ra ngoài rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm đếm xem
số cá mà hai đội bắt được trong thời gian 3 phút là bao nhiêu để xác định xem đội nào giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra số cá của đội Vĩnh An trước nhé. Mình sẽ cùng đếm nào. Thả vào trong kia, bắt từng con một thả vào. 1 2 3 và 16 con trạch. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là số cá mà đội Vĩnh An đã bắt được 16 con, và trong đó thì có rất là nhiều trạch. Bắt trạch thì sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì Vĩnh An đã bắt được rất nhiều trạch. Thế còn với Ngô Nhuế thì sao? Họ bắt được bao nhiêu con? Chúng ta sẽ cùng đếm nhé. 1 2 3 và 18 ạ. Như vậy là ở trò chơi bắt cá trong chum, đội Vĩnh An đã bắt được 16 con và đội Ngô Nhuế họ xuất sắc hơn, bắt được 18 con. Và phần thắng ở trò chơi này xin được chúc mừng đội Ngô Nhuế. Quý vị và con thân mến, như vậy là hai đội chơi Vĩnh An và Ngô Nhuế, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đã cùng trải qua 4 phần nội dung trong chương trình Lưu Giữ Hồn Quê ngày hôm nay, và họ đã cố gắng hết mình để mang tới cho quý vị khán giả những tiết mục xuất sắc nhất. Và bây giờ thì trên tay tôi đã có số điểm tổng kết của ban giám khảo dành cho hai đội chơi trong chương trình hôm nay. Đội Ngô Nhuế đã giành được số điểm là 106 điểm. Xin được chúc mừng đội Ngô Nhuế. Và đội Vĩnh An giành được số điểm là 95 điểm. Thưa quý vị, điểm số thì có thể khác nhau giữa hai đội chơi. Tuy nhiên thì cả hai đội chơi đều đã mang những nét văn hóa đặc sắc của làng quê mình để gửi tới quý vị khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc và những kiều bào ở xa nước, ở bên nước ngoài. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà báo Thu Hải, trưởng phòng văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng quản lý văn hóa và gia đình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sẽ lên trao hoa và quà cho hai đội chơi. Xin trân trọng kính mời. Chương trình Lưu Giữ Hồn Quê giữa hai đội Vĩnh An và Ngô Nhuế, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị bà con. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.